Đi máy bay về xong buổi tối lại đi máy bay vô lại Sài Gòn. Chỉ để chỉ để gặp nhau thôi. Thì cùng hưởng mà đắng cay thì cũng cùng chia ha. Lúc nào vui vui thì gọi các bác các chú để cùng tham gia ha. Mong Huy là sau này sẽ về sẽ thương vợ nhiều hơn nữa, lo cho vợ nhiều hơn nữa.